Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6 tóm tắt bài 7 trang 30-31, văn bản 2, mây và sóng. Chuẩn bị đọc. Chắc hẳn em đã từng chơi một trò chơi nào đó với người thân trong gia đình. Cha mẹ, anh chị, em có cảm xúc như thế nào về những giây phút ấy? Thì các em hãy chia sẻ về những cái trò chơi mà chúng ta cùng chơi với người thân trong gia đình của mình và nêu lên cái cảm xúc của mình khi ấy. Tiếp theo trải nghiệm cùng văn bản. Mẹ ơi, trên mây có người gọi con. Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. Bọn tớ chơi với bình minh vàng, bọn tớ chơi với vầng trăng bạc. Con hỏi nhưng làm thế nào mình lên đó được? Họ đáp, hãy đến nơi tận cùng của trái đất, đưa tay lên trời, cậu sẽ được nhấc bổng lên tận tầng mây. Mẹ mình đang đợi ở nhà, con bảo, làm sao có thể rời mẹ mà đến được? Thế là họ mỉm cười bay đi. Nhưng con biết có trò chơi thú vị hơn mẹ à. Con là mây và mẹ sẽ là trăng. Hai bàn tay con ôm lấy mẹ và mái nhà ta sẽ là bầu trời xanh thẳm. Trong sóng có người gọi con. Bọn tớ ca hát từ sáng sớm cho đến hoàng hôn. Bọn tớ ngao du nơi này nơi nọ mà không biết từng đến nơi nào. Con hỏi, nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được? Họ nói, hãy đến rìa biển cả, nhắm nghiền mắt lại, cậu sẽ được làn sóng nâng đi. Con bảo, buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà, làm sao có thể rời mẹ mà đi được? Thế là họ mỉm cười nhảy múa lướt qua. Nhưng con biết có trò chơi khác hay hơn, con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kỳ lạ. Con lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ. Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào. Như vậy các em vừa theo dõi văn bản. Về nội dung chính thì thông qua cuộc trò chuyện của em bé với mẹ thì bài thơ Mây và Sóng của Tagore gợi ca cái tình mẫu tử thiêng liêng sâu sắc. Bài thơ chứa đựng những cái triết lý giản dị nhưng đúng đắn về hạnh phúc trong cuộc đời. Tiếp theo câu hỏi giữa bài. Qua hình dung của người con về trò chơi khác thú vị hơn, em nghĩ người con muốn thể hiện tình cảm gì? Thì qua hình dung của người con về trò chơi khác thú vị hơn thì người con muốn thể hiện tình yêu thương của mình đối với mẹ. Hình ảnh nào thể hiện lên trong tâm trí em khi đọc bài thơ này? Thì khi đọc bài thơ này thì hình ảnh mẹ và con đã hiện lên trong tâm trí em. Tình yêu và sự gắn bó với mẹ của em bé thể hiện qua hai cuộc đối thoại của em với những người trên mây và trong sóng. Tiếp theo suy ngẫm và phản hồi. Số 1 nhỏ, những dấu hiệu nào giúp em nhận biết mây và sóng là một bài thơ? Thì những cái dấu hiệu giúp em nhận ra đây là một bài thơ là kết thúc mỗi câu, tác giả đi xuống dòng. Lời hỏi đáp của con và các bạn cũng được tác giả trích dẫn và cho vào ngoặc kép. Bài thơ không có vần luật nhưng vẫn tràn đầy âm điệu thơ. Tiếp theo số 2 nhỏ, kẻ bản sau và vở và điền các thông tin phù hợp, sau đó trao đổi với bạn. Ấn tượng của em về bài thơ, những hình ảnh biện pháp tu từ gợi cho em ấn tượng, ý kiến của bạn em. Như vậy chúng ta sẽ kẻ bản sau và vở và điền các thông tin phù hợp, sau đó trao đổi với các bạn. Thì ấn tượng của em về bài thơ mang kết cấu văn xuôi, bài thơ thể hiện tình yêu và sự gắn bó của hai mẹ con. Đặc biệt, bài thơ đã truyền đạt được tình mẫu tử thấm thiết và niềm hạnh phúc vô bờ bến trong những trò chơi của hai mẹ con do em bé nghĩ ra. Những hình ảnh biện pháp tu từ gợi cho em ấn tượng.
nhân hóa mây, sóng bầu trời bến bờ. Hình ảnh thiên nhiên lung linh kỳ ảo nhưng vẫn chân thực, sinh động. Hình ảnh thiên nhiên mang cái ý nghĩa tượng trưng, những trò chơi trên mây, trong sóng tượng trưng cho những cái thú vui hấp dẫn trong cuộc đời. Bến bờ kỳ lạ tượng trưng cho sự bao dung của người mẹ. Ý kiến của em. Đồng tình. Tiếp theo câu số 3, hãy phát họa bằng lời hoặc là bằng tranh những cái hình dung của em khi đọc bài thơ và chia sẻ với các bạn. Khi đọc bài thơ Mây và Sóng thì em hình dung ra một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, rộng lớn của trời, mây, sóng. Trên nền bức tranh ấy là hình ảnh đẹp đẽ của người mẹ đang ôm đứa con ngoan vào lòng. Thiên nhiên đẹp đẽ rộng lớn nhưng chỉ là phông nền để làm nổi bật cho tình mẫu tử. Và cái rộng lớn của thiên nhiên cũng không sao sánh bằng tình mẫu tử bao la của mẹ con cậu bé trong bài thơ. Tiếp theo câu 4, hãy nêu hiệu quả của việc sử dụng các yếu tố tự sự và miêu tả trong bài thơ. Thì hiệu quả của việc sử dụng các yếu tố tự sự và miêu tả trong bài thơ. Tự sự thì giúp cho bài thơ liền mạch theo những cái sự kiện và diễn biến quan tâm, diễn biến quanh tâm trạng nhân vật cậu bé. Còn miêu tả thì giúp các sự việc, sự vật hiện lên một cách sinh động, giàu hình tượng. Câu 5, em có cảm nhận gì về tình cảm của tác giả, những chi tiết nào trong bài thơ khiến em có cảm nhận đó? Thì bài thơ thể hiện sự trân trọng, ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng của tác giả. Chi tiết khiến em cảm nhận đó là tác giả đã liệt kê hàng loạt trò chơi hấp dẫn của tự nhiên rồi chốt lại tất cả vẫn không thể sánh bằng tình mẹ lớn lao cao cả. Tiếp theo câu 6, những trò chơi mà em bé nghĩ ra và cách em mô tả trò chơi này thể hiện tình cảm với mẹ như thế nào? Điều đó gợi cho em suy nghĩ gì về tình cảm giữa những người thân trong gia đình? Thì những trò chơi mà em bé nghĩ ra là những trò chơi sáng tạo. Và cách em mô tả trò chơi này thể hiện cái tình cảm yêu mến vô bờ của em dành cho mẹ. Điều đó gợi cho em suy nghĩ rằng không có điều gì thú vị hơn gia đình. Không có ai yêu chúng ta bằng cha mẹ, và gia đình chính là món quà quý giá nhất của mọi người. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về tác giả Rabindranath Tagore 1861-1941 là danh nhân văn hóa nhà thơ hiện đại lớn nhất của Ấn Độ. Ông để lại cho nhân loại một di sản văn hóa vô cùng đồ sộ với nhiều tập thơ, tiểu thuyết, kịch, truyện ngắn, bút ký, hàng ngàn bức họa và một số lượng lớn ca khúc. Mây và Sóng vốn được Rabindranath Tagore viết bằng tiếng Bengali, in trong tập Trẻ Thơ xuất bản năm 1909. Sau đó bài thơ được chính ông dịch ra tiếng Anh, in trong tập Trăng Non xuất bản năm 1915.